nhìn vào bài kỹ thuật số 4, Five Unstated Detail Question. À, đối với unstate, chúng ta có từ unstate có nghĩa là không được nhắc tới. Đúng không ạ? Không được nhắc tới, tức là nó có hay không có trong bài? Không có. À, không có. Vậy đối với cái không có thì ta sẽ rất rất khó để tìm. Nhưng ta sẽ tìm được cái gì? Cái có, đúng không ạ? Vậy thì ba cái có thì cái còn lại sẽ là cái gì? Không có. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng nhìn vào bài ví dụ nhá. Câu hỏi của chúng ta như sau. Which of the following is not true about the word gadget? A. It is used to name something when the name is not known. B. It was used at the beginning of the 19th century. C. It most likely came from a word in French language. And D. Its first known use was by British sailors. Ok. Vậy bây giờ ta sẽ cùng nhìn vào từ not true. Dấu hiệu đang có từ not gì? Not true. Và về gadget. Vậy tất cả những chỗ nào có từ gadget, ta sẽ phải đọc nó. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ ta xem đáp án A nó nói gì nhá. Name. Cái gì đó mà not known. Tức là tất cả những cái gì not known thì được gọi là gadget. Đúng không? Bởi vì nó đang nói gì nhá. Name. Cái gì đó là not known. Tất cả những cái gì not known thì được gọi là gadget. Thứ hai là beginning. Vào 19th century. Viết ngay cho thầy bên cạnh 19th century là những năm bao nhiêu? Lùi lại nhớ nhá. Thế kỷ là trên, còn năm là dưới. Vậy 19th century tức là 18 chấm chấm. Ghi hoa 18 chấm chấm. Tiếp theo xe. A word in French. A word là gì ạ? À, đến từ từ French. Tức là tiếng Pháp. Và cuối cùng, first known. Bởi ai ạ? British sailor. Vậy bây giờ mình đọc trong bài đọc. Tìm cho thầy chỗ nào có gadget. À rồi, vậy ta sẽ đọc toàn bộ những cái câu có đã có. Đúng không ạ? Các em đọc cái câu này này. The word gadget is one such word. Các em có nhìn thấy từ such word không? Là một từ như thế. Vậy tức là đằng trước nó đã nhấn mạnh rồi. Vậy thì tức là ta phải đọc thêm câu đằng đấy. Đằng trước. Vậy ta có. In English, there are many different kinds of expressions that people use to name. À, ta có từ name rồi, đúng không ạ? Name anything unknown. Vậy có name unknown, vậy đáp án nào? Vậy ta tích vào A. Tích vào, để lát nữa đáp án là ta không tích thì ta chọn. Vì đề bài yêu cầu là not true. Được chưa? Rồi, ok, vậy A ta tích. Tiếp tục. Ta bỏ qua, không cần phải dịch cả cái từ momentarily forgotten. Không cần phải dịch từ đấy. The word gadget is the word first used British sailor. Giống đáp án nào? D. D, tích là D. Không cần đồng điều. In 1850, vậy 1850 có phải là đoán D không? Có. Có. À đúng. Có. Có hay không? Không. À, nó bảo là 1850. In 1850, còn ở đây là B gì? Beginning. Vậy có vẻ đáp án B là đúng rồi. Bây giờ ta chỉ còn xét cái đáp án French words. Probably came from French words gachet, which means a small hook. Vậy thì đúng chưa? Vậy đáp án câu này là? B. Rồi, ok. Tiếp. Câu 2. Không cần dịch. Anh có biết ông thuyền trưởng Hook không? Ông ấy có cái tay giả. Rồi. Which of the following not mentioned? Ta lại thấy từ gì ạ? Not mentioned. Kem chú nhá. Not true, not mentioned, not discussed, not stated. Thì về cái gì được gọi là not known? Tất cả những cái gì nào not known. Kem có nhìn thấy bốn từ này không? Cái mẹo để làm bài này ấy, thường là cái câu not mentioned là những từ nó gần nhau. Và ta chỉ cần tìm được một đáp án thì những đáp án còn lại là xung quanh. Đó chưa? Thế thing mà bốp có nhìn thấy không? Có nhìn thấy thing mà bốp không? Rồi. Gadget có không? Có gadget là cái từ đầu tiên đó. Doohickey. Nó đang nói là những cái gì not known mà. Thì gadget chả là từ nãy giờ câu một mình bảo nó not known đi đúng không? Thế nó bảo đây đi. Some common expression are như what's yes call it, what's it say, sing about Bob, a thing about a do that or a do hickey. Vậy đáp nào không phù hợp? Rồi, what is it? Hiểu cái làm chưa? Rồi. Thế từ nãy giờ các em có đọc cái hiểu cái bài này nó nói về cái gì không? Không ạ. Đấy là skill of the strategies and skill and the strategy of the tortoise. Đó là gì? Ta chỉ cần hiểu được câu hỏi và ta làm được câu hỏi, vận dụng được câu hỏi kỹ thuật một cách chính xác và sẽ làm được. Rồi, nó hơi phức tạp một tí nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn sang phần lý thuyết. Đối với câu unstated detail question là đề bài nó thường hỏi những từ như là not state, not mentioned, not discussed hoặc
to except phải có từ except tức là trừ cái gì đó. To except. Vậy tức là ta sẽ tìm ba cái có thì cái còn lại sẽ là cái không gì? Không Không có. có. Hoặc hoặc nó sẽ giống như IELTS, đó là tìm được đáp án nó false hoàn toàn luôn. Hiểu không? Nó Rồi. false hoàn toàn luôn, cho nên là ta sẽ chọn được đáp án đấy luôn. Thường là như vậy. Và cố gắng những đáp án nó gần nhau hoặc là nó ở những câu gần nhau. Ví dụ như những đáp án mà nó có rất là dài thì cho sẽ đọc, chỉ đọc để hiểu cái ý của nó thôi, cái idea thôi, đừng hiểu hết toàn bộ. You Yes. got it? Ok. Bây giờ chúng ta cùng làm mẫu bài bên dưới nhá. Bài bên dưới là blood plasma về cái gì đấy? Plus. Máu đấy. Cái gì đó trong máu. Và bây giờ ta cùng xem nha. Câu số 1 nó hỏi là cái về blood plasma except, à lúc này nhắc đến blood này ạ. Plasma. Plasma except tức là trừ cái gì? Plasma. A là deeply colored liquid, là một chất lỏng làm sao? Một A chất lỏng deeply colored liquid deeply đúng không? Nó phải có color. B là gì ạ? Take out of blood cell, nhắc đến blood cell làm sao ạ? Take out of. Take out of là loại bỏ khỏi. C là gì? parent Patterns, pen patterns, patterns, patterns là cái gì đó mà bị transfill, và D là more important important đúng không ạ? Than are the parts of the whole blood. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ ta cùng tìm nha. Trong bài tất nhiên chỗ nào nhắc đến blood plasma? À, đoạn đoạn đầu, đầu đọc luôn. Blood plasma is clear, clear colorless liquid. Chọn được đáp án luôn chưa? rồi À, vì sao là A? Đúng clear rồi, nó bảo là colored. Còn thằng này lại bảo là clear colorless, đúng không ạ? Ok, colorless và clear và deep, đúng không ạ? Ok, tốt. Đấy. Thế cậu có hiểu mấy cái đó kia không? không Không. Câu 2, nó bảo là not state about the whole blood. Lúc này ta nhắc đến gì ạ? Whole blood. Đúng không? Whole blood. Rồi, đọc bốn đáp án trước. Đáp án A là gì? A different from plasma. Nó phải different với plasma. Đáp án B là not không the không right. đúng Not the right. Đừng dịch nghĩa. Cứ biết đây ạ. Thứ ba là gì ạ? Có cái storage. Long term. Impossible. Impossible tức là không 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 có khả năng đấy. Và clear. Colorless liquid. Vậy bây giờ tìm xem whole blood xuất hiện ở dòng số mấy. Plasma differ from several important ways of the whole blood. Oh, Vậy có differ rồi không? có Có. Tiếp tục. Mix for donor and be dry blood. In addition, plasma can be dry. Có dry không? dry Có dry. Có store không? có Vậy thì nó ghi store đây đúng không? Có có store. Why whole blood can not? À, vậy câu này cần phải để ý tỉnh nha. Nếu không các em sẽ băn khoăn B và C. Nha, nó bảo là plasma có thể dry. Có thể sờ gì? Sờ to. Nhưng whole blood làm sao? Không thể. Tức là đáp án B đúng hay sai? Khoanh đáp án nào? Sai. Em đang chưa hiểu nhá. Đề bài câu 2 nó tìm bảo tìm cái đúng hay cái sai của whole blood. Nó không được tìm cái nhắc không nhắc đến. nó đi Thế thầy hỏi này. Plasma có thể dry. Đừng đừng dịch. Có thể dry. Có thể store. Trong khi à whole blood thì không. không thì Thế tức là whole là blood đúng có thể mà dry không? không Không dry thì đáp án B đúng là đúng đúng với nó đúng không ạ? Thế là không thể store thì đáp án nào đúng nữa? C. Thế C A, B, C đúng rồi thì còn đáp án nào không đúng? D D. Nhớ nhá, dạng này là tìm câu gì ạ? Không đúng. Thực ra là các em hiểu bài và các em sẽ chọn được đáp án nếu các em hiểu được đề. Vì các em đang bị xoáy vào cái guồng là phải tìm đáp án đúng. Nên các em thấy các em sẽ vô tình chọn đấy. Đối với câu này, câu này không khó nhưng vô tình các em sẽ trở thành câu gì ạ? Khó. Vì sao? Mình loạn đang rất thích chọn câu gì ạ? Có trong đúng bài mà. Đúng không? Đó. Rồi. Hiểu chưa? Vậy bây giờ làm cho thầy rồi đoạn số 2. Làm về một nhà thơ hay nhà văn gì gì đó. Đó, Elizabeth làm đề. Rồi. Cho hẳn 5 phút để cho thoải mái.
Ok, let's check. Câu số 3, dấu hiệu là từ gì nhỉ? Not to be lively. Nhớ chưa? À rồi. Cái này thì đáp án A, real name là Elizabeth Koshkan Seaman xuất hiện ở đâu? Ở giống 2. Ờ, ngay câu đầu tiên nó đã ghi là Elizabeth là một cái gì đó, jewelist, được chưa? Và nó có nói một câu là under the pen name. Vậy đây không phải là tên thật. Under the pen name. Pen name là gì ạ? Giống kiểu cái bút danh. Bút danh. Ok. Tiếp theo ạ. Cái tên này, thế thì cái tên này lấy từ một song thì ở đâu xuất hiện? Có song 3. À đây ạ, a name which was taken from the Stephen Foster song. Được chưa? Ok. Thế câu D, used on an article. Tên này đã được sử dụng trong một cái article mà Simon wrote. Ở đâu? Em không tìm thấy, nhưng mà em thấy không nhắc đến yêu nên là em phải luôn. Đúng rồi, cô ta đã viết một cái gì ạ? Bài báo ở trong New York World. Vậy đáp án bài câu này là B. Was mentally ill, không nhắc đến. Nhưng mà đáp bài nó bảo là không đúng. Thì chọn cái không đúng là đáp án B làm gì? Nó phải nhắc đến không rồi nó sai. Không, nó là not true và not mentioned với nhau hết. Hiểu không? Thằng TOEFL lại khác với thằng IELTS nha, chỗ đấy nha. Rồi, đến câu số 4. C ạ. D. A, cô not mention này, ok nha. Ừ. A, này em không A thì người ta bảo là act like a thief, có không? Có. Đâu, giống tên trộm chỗ nào? Rồi, she pretend to be a thief. Cô ta cố tình giả vờ mình là một tên trộm. Rồi, tiếp tục. Thì got arrested by police có không? Ngay đoạn sau, để mà cô ta bị arrested, nhìn thấy chưa? À. Rồi. Thế cô ta có pretend to be ill không? Wow. Có chỗ nào? Fake, đúng rồi, fake mental illness in order to admit to the mental hospital. Vậy đáp án là D. Không xuất hiện. Em dịch đoạn cuối em thấy nó không làm bác sĩ cái em khoanh luôn. Đúng rồi, D. Đó. Vậy not mention và not true là người ta làm như thế, đúng không? Cách làm nó đi như vậy đó. B, D. Rồi, tiếp tục bài đọc số 3. Làm quấn rồi. Đi qua Nawida Rose. Đọc về một luật sư. Let's start.
Chúng ta cùng chữa nhá. Câu số 1 nào. Để. Tại để. Sao? Để. Nhưng mà em vẫn chưa tìm thấy ở đâu ấy. À đâu đây? Không không tìm thấy cái say ở đâu. Cái gì ấy? Not. Not. Ok, rồi mình sẽ cùng xem nha. Lawmaker có không? Có. Đó là gì ạ? A supreme lawgiver. Tiếp tục. A hurricane by bird có không? Có. À, born into dễ đúng rồi, rất dễ tìm đúng không? Ok, thế còn a near deity? Không đấy. Em không tìm thấy cái này ở có đâu. Có đấy. Deity là gì vậy? Vị thần. Vị thần linh. Ở chỗ mà ở đâu? Đâu? Ở trong đầu chữ cuối cùng. À. The Etruscan tribe had given him the status of demigod, tức là gì ạ? Gần như là một vị gì? Vị thần, đúng không ạ? Đó. Thế còn Dron when he was drunk có không? Không. Không, bởi vì anh ta gì ạ? After. Try to Dron him, nhưng anh ta có không? Không. Không. Vậy đáp án câu này là D. D. Yes. Ở trên kia nó đã ghi rồi thấy. Đây, the supreme này, giver. Youth, phải chào anh ấy. Rồi. Câu số 6. Cái nào về cái weapon không được đề cập đến? Yeah. À, dựa vào đâu? Có... Cái B xuất hiện đâu nhỉ? Valua ở dòng thứ 3. À rồi, dòng 3 chỗ nào đây? Ngay đầu. Valua, Comedy. 1, 2, 3. Đâu? Thì nó mention dễ. World Value Community. Còn ý đây. Dòng 3 của đoạn 2 đi. Vâng. Ừ. Còn ý D là ở ngay trên đầu. Value, ok, good. Ý D đâu? Ý D là ở Police ngay... Shell thấy chưa? Rồi ạ. Rồi, ở dòng mấy nhỉ? Dòng 2. Rồi, đây này. String Beast made of Police Shell đây đúng không? Tốt. Tiếp tục. Thế còn ý C đâu? Ở dòng cuối ạ. Từ dưới lên dòng 2. Paid to the family. Dòng... Ok, be paid to the family to the brother victim. Đó, như vậy câu số 6 đoán ra là à. Vậy rất đơn giản, đối với câu not mentioned là ta chỉ cần tìm và chọn được cái đáp án gì không nhắc đến, tức là ta cứ nhìn cái đáp án gì nhắc đến thì nó sẽ gì ra vấn đề. Đây là cách làm rất đơn giản của câu not mentioned và các bạn sẽ hiểu biết cách làm đấy. Chúng ta đi vào một kỹ thuật cuối cùng dễ nhất, đó là kỹ thuật pronoun reference. Kỹ thuật này dùng để trả lời cho các câu hỏi là đại từ này thay thế cho danh từ nào ở câu ngoan. Trước đó. Thầy bảo lưu ý cái gì? Lưu ý đối với định luật, chúng ta định luật xa gần nhất. Em chỉ hoặc là... em có thể ghép nó lại để xem là nó có khớp với lại ý của câu hay không. Đúng không? Đó. Em nhớ câu là gần thơm xa thối ạ. À. Ok. Pronoun reference for the police. Nào, ví dụ thứ nhất. Từ đại từ they ở dòng số 3 refer to. Các em chú ý này. Nó phải là the pronoun và refer to thì mới là kỹ thuật xa gần nhất, nhớ chưa? Còn nó là closest meaning hoặc là has the same meaning or similar meaning, cái đấy thì nó lại liên quan đến vocabulary in context, tức là tất cả các câu về từ vựng. Mà các câu về từ vựng thì phải dịch đấy ạ, rất là căng. Đó, rồi. Vậy bây giờ ta sẽ nhìn bốn đáp án nhá. Nhìn bốn đáp án chưa? Ừ. Nhìn từ dây ở trong bài cho thầy biết đằng sau từ dây từ gì giống bốn đáp án? À, digestive fluid. Vậy ta loại đầu tiên. Đúng không ạ? Đó, loại đầu tiên. Đây đang nói về cái cây nắp ấm đó, cái cây ăn thịt thực vật á, cây thực vật đấy. Insect. Cây ăn thịt đấy. Insect. Ừ. Vậy thì từ đây sẽ thay thế cho từ nào? This plant. Rồi, this plant, very good. Đó, vậy thì insect và từ this plant. Nếu như theo đúng quy luật mà chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản thì đó là xa đấy ạ. Xa gần nhất. Nó cũng không thuộc về xa nhất, nó cũng không thuộc về gần nhất, mà nó thuộc về xa gần nhất. Rồi. Gần nhất đấy. Tương tự, phần pronoun it ở bên dưới thì thay thế cho từ nào? Đằng sau từ it có từ gì đấy? Đằng sau từ it có từ gì? Get. Không, cái từ gì nó giống với đáp án? Không phải. Live gram. Vậy ta loại từ leaf đầu tiên rồi. Bây giờ còn từ a variety, a sundew, or an insect. Insect. Ừ. Nhưng mà sau nó... Sau nó... Sunset.
Có sandu nha, rồi nha, sandu nha và gì ạ? Insect. Vậy ta băn khoăn giữa hai từ đấy đúng không? Nhìn. Ở đây ạ, à, nó là hai mệnh đề khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ có khả năng sẽ gì? Chúng ta nhìn được câu trên, cái câu they này thì nó lại thuộc một câu đúng không? Nhưng ở đây insect lại thuộc một mệnh đề và sandu thuộc một mệnh đề thì nó sẽ ưu tiên cái gần nhất, nó sẽ là insect. Đó. Rồi, còn không các em có thể dịch, các em dịch vào, các em dịch nó vào nha. Dịch nó vào là cái gì đó của mặt trời thì làm sao ạ? À, để có những cái chất kết dính, những cái lông kết dính của nó vào gì ạ? Vào cái lá cây, khi mà con côn trùng đậu vào đó thì nó ngay lập tức sẽ gì ạ? Bắt con côn trùng bằng những cái gì ạ? Cái lông đấy. Vậy đây cây này chính là cái cây gì ạ? Cây nắp ấm. Biết cây đi không? Đúng rồi. Cây nắp ấm là cây gì ạ? Cây ăn thịt. Ok, that's right. Em tưởng cây ăn thịt người. Em tưởng rồi. Ăn thịt người thế nào. Tiếp tục. Vậy bây giờ chúng ta hiểu cái kỹ thuật làm bài này chưa? Đó là đại từ gì thay thế cho cái gì? Ta có cụm từ là the pronoun chấm 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 refers to. Nhớ từ refers to. Nhớ chưa? The pronoun chấm 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 refers to. Thì là đại từ gì thay thế cho từ gì ở trong cái đoạn văn đấy. You got it, class? Rồi. Đó. Bây giờ các bạn sẽ làm với thầy các cái bài TOEFL exercise ở bên dưới. Bài đầu tiên đó là về bài The Full Moon. Rằm. Bài số 2 là về ngày lễ Mardi Gras. Và bài số 3 là The Financial Firm, The Joint and the Company of the Business. Let's start.
Nào, chúng ta sẽ cùng chia nhé. Câu số 1, từ ít thay thế cho từ gì? Vì sao là C? Rồi ta cùng xem nhé. The full moon does occur nearest the equinox and the sun and become known as the harvest moon. Nó là cái lúc mà bright moon, which allows farmer to work late to the night for several nights. Vậy thì ở đây ta thấy nhá, từ từ ít này, nhìn này, đằng trước là từ gì ạ? Harvest moon, và giờ gì? The sun. Trên nữa lại còn có the equinox, đúng không ạ? Còn the night thì chắc chắn là nằm ở đằng sau rồi, ta loạn rồi đúng không? Ok, bây giờ ta xem nhá. Full moon mà có the equinox và the sun trở thành harvest moon. À, nó là lúc bright moon. Đã là moon thì không bao giờ có the sun được, đúng không? Moon thì không the sun nên the sun ta mới loại. Moon làm sao mà có the sun được? Ta bảo là lúc mặt trăng tròn nhất là lúc mặt trời thế nào ạ? Đúng không? Vậy đáp án câu này là C, the harvest moon. Em tưởng từ nào gần làm bài không não. Không, nhưng mà phải để ý chứ, nó phải cái gì nó đúng chứ, đúng không? Nó phải là có gì? Em phải áp dụng cái xa gần nhất. Thì xác là làm bài không não. Tiếp, câu dây. TOEFL thì nó cần phải chút tí. Dây. Dây thì câu này chắc ai đúng rồi đúng không? Đó, rồi ok, câu 2. Bởi vì nó là ý à? Thế á? Từ đây thay thế từ farm đấy, farmers, nó là số gì? Số nhiều. Còn từ nice thì làm sao mà đi được, được đúng không ạ? Từ nice ở từ gần nhất rồi, nice vẫn đúng là không? Số nhiều rồi. Ừ. Nice là số nhiều. Một là C, hai là A. Nó phải là farmers, đúng không? Ok. Nào, passage 2, từ ít thay thế từ gì? Mardi Gras. Rồi, Mardi Gras, chính xác. Mardi Gras, which, các em chú ý đại từ quan hệ nhá. Sau này nó hỏi được which thay thế từ gì, các em phải biết. Đại từ quan hệ luôn luôn thay cho từ đứng đằng gì trước nó, ngay đằng trước nó. Vậy Mardi Gras means Fat Tuesday. Vậy câu số 3 đáp án là A. À, rất chính xác. Thế câu số 4 từ đây bây giờ xem nha. Ta có từ flock to là lũ lượt kéo đến. Flock to đấy, flock tourist là lũ lượt kéo đến. Vậy rất nhiều tourist từ các nước khác nhau lũ lượt kéo đến New Auckland để gì ạ? Để cho cái celebration, nơi mà họ có thể take part in, hoặc nơi mà họ họ ở đây là ai? Tourist. Là tourist. Đúng rồi. Ôi trời. What about câu số 5? B ạ. Sai rồi. Xem nha. The business day. Từ dây. À, rồi xem nào. Tốt nhất là đối với những câu ngắn này mình dịch ngược lại đi. À, ừ nhờ, nó đơn giản không thôi. Nói à. Financial firm Jones Company. Bởi business, đúng không? Statistics hay... every hour, six business day. The statistics are known as Jones average. Thế thì lúc này, nó... từ dây này sẽ đơn giản rồi. Nó nhắc đến thằng đằng trước thôi. Đáp án nào? The statistics, bởi vì nó... Thấy cái từ N này là nó ra sao một mệnh đề khác rồi đúng không? Đúng rồi. Em phải chú ý tận lên trên. Vậy nó chính là gì ạ? The statistic. Đúng không ạ? They are based on the statistic. Ok. Lúc này nó không nhắc gì đến cái four different types. Được chưa? Rồi, ok. By P. And what about number 6? Ngày sau đấy. Thấy không? It. Probably every that the most commonly used industrial rate is E, often used by investor. Đằng trước có gì ạ? Industrial average, đúng không? Có mỗi mình nó thôi đúng không? Còn đằng trước nó có những cái kia đâu đúng không? Lúc đầu em xa gần nhất okay, là em loại đi. Vậy ở đây cái cách làm bài định luật pronoun reference phải để ý thật. Thật kỹ rồi, vì kỹ thuật đọc hiểu làm rất là căng. Cho nên trước khi bước vào phần ôn tập kỹ thuật 3 đến 5 và sau đấy mới là kỹ thuật 1 đến 5 thì tôi cho các bạn thời gian ngồi nghỉ một lúc. Ok, short break.